Thưa quý vị, dịch bệnh kéo dài cùng với việc giãn cách xã hội nhiều tháng liền khiến cho cuộc sống của hầu hết người dân bị đảo lộn. Không chỉ khó khăn về đời sống kinh tế, nhiều người còn lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, hệ lụy của sự lo âu, tâm lý căng thẳng, chán nản và bí bách. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, việc giải quyết các vấn đề tâm lý của người dân đang là câu chuyện có tính cấp bách. Bởi vaccine tinh thần cũng là thứ vũ khí quan trọng không kém vaccine phòng COVID-19 để giúp chúng ta đứng vững trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. Đã gần 3 tháng nay, chị Trần Hoài Thanh, tiếp viên hàng không ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, phải tạm nghỉ việc ở nhà do dịch bệnh. Hàng ngày ngoài chuyện bếp núc dọn dẹp nhà cửa, chị còn thêm nhiệm vụ kèm hai con là học sinh tiểu học đang học trực tuyến. Dù đã cố gắng cân bằng cuộc sống bằng nhiều cách, thế nhưng chị Thanh vẫn cảm thấy bí bách khi ở nhà quá lâu, trong khi chị vốn ưa thích sự năng động xê dịch. Trước đây mỗi khi gặp mệt mỏi hay là stress thì mình thường cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì từ 3 tháng nay, khi mà thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16, gia đình mình hầu như không có ra khỏi nhà. Dịch bệnh hoành hành, giãn cách kéo dài, ở nhà quá lâu dẫn tới cảm giác căng thẳng, chán nản, lo âu nơi nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí có người còn bị stress nặng, trầm cảm, khủng hoảng tâm lý khi cuộc sống bị đảo lộn, công việc giảm sút, mất việc làm, bị cách ly, bị nhiễm bệnh hay mất người thân vì COVID-19. Ngay chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta cũng đang trải qua những rất là nhiều khủng hoảng và tăng trưởng tâm lý khác nhau liên quan đến bối cảnh COVID. Nhưng nếu chúng ta không có các chiến lược phòng ngừa, không có chiến lược để mà chúng ta quản lý đó, thì chúng ta rất dễ có thể rơi vào các rối loạn tâm thần. Những liều thuốc điều trị, những mũi vaccine được tiêm đang giúp người dân chống chọi với dịch bệnh, nhưng điều đó là chưa đủ. Nữ tu, nhà sư, chuyên gia tâm lý và nghệ sĩ có mặt nơi bệnh viện dã chiến để trò chuyện, động viên, giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, cho đội ngũ y bác sĩ. Quân đội phối hợp với nhà chùa lo việc hậu sự cho người mất vì COVID-19, hay chương trình vaccine tinh thần, hỗ trợ tư vấn điều trị tâm lý vừa được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Đó chính là những liều thuốc tinh thần quý giá giữa mùa dịch. Thực tế cho thấy đã có nhiều cái trường hợp chính được nhờ tâm lý trị liệu sớm mà giúp cho bệnh nhân vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, và sau đó bệnh nhân đã hồi phục rất là tốt. Chúng ta đã chuyển sang cái giai đoạn gọi là bình tĩnh để sống chung với dịch. Hy vọng đây là một cái chương trình cùng có thể là chung tay với thành phố để mà đem đến một cái nội lực cho người dân thành phố, tạo nên một cái sức bật về tinh thần để mà vượt qua đại dịch. Với thông điệp bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài và 5T cộng vaccine tinh thần, chương trình vaccine tinh thần đã tiếp nhận và điều trị tâm lý miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân, người dân. Nâng cao sức khỏe tinh thần không chỉ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn dịch bệnh này, mà còn giúp hồi phục cuộc sống thời kỳ hậu đại dịch.